Muối nha các bạn. Đây, hôm nay mình ăn muối này nha các bạn. Bạn nào muốn mua thì mình sẽ bán cho 30g một chai nha các bạn. Ăn rất ngon nha các bạn. Ở chấm với cái gì cũng được nha các bạn. Muối tôm. Đây muối tôm này. Đây, giờ mình sẽ chấm thử cho mấy bạn xem. Đây, đây miếng này nha. Xoài. Mình chấm hai loại muối nha các bạn. Đây là một muối này, với lại là thêm muối này nữa. Đó. Giờ mình sẽ ăn thử cái muối tây nguyên kia trước nha. Mình ăn muối tôm nha các bạn. Muối tôm. Giòn. Giòn. Có mùi của tôm. Ăn không quá mặn nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ chấm muối Tây Ninh. Nè, muối Tây Ninh. Đây, mình chấm một cái. Đây, nha. Muối này cũng được các bạn. Nó cũng không ok lắm. Nó cũng ngọt ngọt. Cái này chưa không có cây đâu. Mọi người muốn mua thì mình sẽ bán. Chỉ 30g chai các bạn. Đây à. Đây thử lại miếng mà. Rất ngon nha các bạn. Miếng nướng nha các bạn. Đây. Muối này cũng cay nhưng mà với cái độ là mình đã thấy cay rồi. Vì mình không có ăn cay được hết. Mình chỉ ăn mặn hoặc là ăn ngọt. Ngon. Video đến đây là hết rồi nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn xem kênh của mình thì ấn vào like, chuông, share và nhận chuông để nhận được thông báo mới nhất nha. Và đăng ký nha. Bye bye.